Kiếp nạn của loạt đại gia Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư nhà đất và cái kết đắt quá không mua nổi. Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, nếu hay lướt mạng Douyin hoặc theo dõi các trang mạng phổ biến của Trung Quốc như là Soha hay Sina, chắc các bạn cũng biết một bộ phận người Trung Quốc lâu nay vẫn luôn thường mặc định rằng Việt Nam rất nghèo và lạc hậu, là một quốc gia nghèo không có mạng, không có điện, thậm chí tưởng rằng Việt Nam vẫn toàn ở nhà tranh. Mãi đến thời gian gần đây, nhiều người Trung Quốc mới nghe mập mờ rằng Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và mở ra nhiều cơ hội cho làm ăn của người Trung Quốc. Và thế là nhiều đại gia Trung Quốc đã lăm le tìm đường sang Việt Nam để mong làm giàu. Trong số đó thì có khá nhiều người nhắm đến thị trường nhà đất và lĩnh vực bất động sản. Nhưng đúng là đời chẳng như là mơ, mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện khá nhiều video của các blogger kiêm đại gia Trung Quốc. Họ mang số tiền ít sang Việt Nam, đòi mua đất ngon, tưởng giá rẻ lắm, mua dễ lắm. Ai ngờ cái kết khiến loạt đại gia Trung Quốc nghẹn đắng cả họng. Thực hư như thế nào thì xin mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu sau đây nhé. Đầu tiên hãy gặp gỡ với một ông chú Trung Quốc tên là A Fang. Người này là một blogger khá có tiếng ở Trung Quốc, thường xuyên đăng tải những video quay lại cuộc sống ở vùng nông thôn của Việt Nam. Theo tìm hiểu thì A Fang đã lấy vợ Việt Nam được 5 năm rồi, không đi lại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Nhìn chung thì ông chú này có một cuộc sống khá giả, tưởng rằng sống ở Việt Nam lâu thì ông chú A Fang sẽ có hiểu biết sâu sắc về Việt Nam. Nhưng mà dường như không phải lĩnh vực nào cũng thuộc phạm trù hiểu biết của ông ấy, điển hình là bất động sản. Mới đây, ông chú này đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video dài hơn 4 phút để bày tỏ sự bàng hoàng của mình về trải nghiệm mua đất ở Việt Nam. Trong video thì A Fang thuật lại đầu đuôi câu chuyện như thế này. Tôi tên là A Fang, một con rể Trung Quốc sống ở Việt Nam mấy năm nay rồi. Từ khi mới sang đây, tôi đã ấp ủ mong muốn sẽ mua đất ở Việt Nam, vừa để đầu tư và còn để làm ăn sau này. Tuy nhiên vì quá chủ quan, tưởng Việt Nam nông thôn như vậy thì đất rất rẻ, tôi không có sự chuẩn bị. Đến khi thực sự bước vào cuộc mua bán đất rồi, tôi mới sốc vì không ngờ mọi thứ đều vượt quá ngoài tính toán. Tôi muốn mua mảnh đất này, rộng hơn 200m², chỉ ở một vùng nông thôn rất bình thường chứ không phải là thành phố. Vị trí cũng rất bình thường, nhưng không ngờ là mức giá cao đến mức không tưởng tượng nổi. Sau khi xem đất, tôi đành lủi thủi đi về hỏi ý kiến của vợ. Đúng như A Fang kể lại, ông chú Trung Quốc này đã đi xem mảnh đất và tỏ ra rất ưng ý. Tuy nhiên, mức chi phí lại khiến A Fang khá chần chừ. Cụ thể, miếng đất 200m² mà A Fang muốn mua được gã giá là 420.000 nhân dân tệ, tương đương 1,4 tỷ đồng tiền Việt Nam. Và A Fang khẳng định nó cao hơn cả đất ở Trung Quốc. Nghe giá xong, anh thấy như toát cả mồ hôi hột. Ban đầu thì A Fang vốn nghĩ mình bị cò đất hết giá. Khi biết anh là người nước ngoài, mãi đến bữa ăn trưa, A Fang hỏi ý kiến của vợ mới nhận được câu trả lời khó tin. Vợ Việt Nam của A Fang nói một câu khiến anh ấy tỉnh cả gù. Tiền đâu mà mua, mua đất ở Việt Nam đâu có dễ, đất ở nông thôn cũng đắt như tôm tươi, phải 500.000 tệ trở lên mới mua nổi. Sau lời cảnh tỉnh của vợ, A Fang đành phải thôi ý định đầu tư mua đất ở Việt Nam vì đơn giản anh không dám chi nhiều tiền đến vậy. Trước câu chuyện giờ khóc giờ cười của A Fang, cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra rất quan tâm. Bên dưới video có rất nhiều bình luận với những ý kiến trái chiều khác nhau, kèm theo đó là những lời khuyên cho A Fang. Vậy đó là những comment như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe nhé! 420.000 nhân dân tệ cho 200m², thực sự đắt. Đất ở Việt Nam có vẻ đắt hơn ở Trung Quốc, đất nước này không thể xem thường. Nhìn khung cảnh nông thôn Việt Nam kia, Việt Nam thực sự đang phát triển nhanh quá, Việt Nam không nghèo chút nào. Dễ hiểu thôi mà, họ không bán cho người Trung Quốc để tránh làm tăng giá nhà. Người Trung Quốc mua nhà mua đất ở bất kỳ đâu họ đến, vì vậy việc không bán cho họ là chuyện bình thường, người Việt Nam thông minh lắm. Ở Trung Quốc bây giờ không có ai mua nhà ở nông thôn, ở Việt Nam cũng giống như ở Trung Quốc chứ chẳng kém gì, vì giá quá cao, không thể mua được quyền sở hữu vĩnh viễn. Có tiền thì mua đi, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và giá trị sẽ tăng cao. Thà ra Hà Nội mua nhà thương mại hơn 400.000 tệ, đất nông thôn mà đắt thế. Không dám mua là sự hèn nhát, môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng tốt hơn, chính sách cũng được tự do hóa, dân số đông, lương thấp, chi phí thấp, cơ cấu dân số đã hoàn hảo, Việt Nam chính là sự lựa chọn tốt nhất để đầu tư. Bạn nên đầu tư vào những ngôi nhà đổ nát ở các thành phố lớn ở Việt Nam, giá rẻ nhưng khi môi trường được cải thiện thì giá nhà sẽ tăng nhanh. Trên đây là một số comment khác nhau của netizen Trung Quốc, có thể thấy là rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Nhưng về cơ bản, Việt Nam ngày nay đang phát triển ngoài sức tưởng tượng của nhiều người Trung Quốc. Đâu có dễ mà mua được đất, mua được nhà ở Việt Nam. Nhiều người Trung Quốc cứ tưởng là cầm 100.000 nhân dân tệ sang Việt Nam là thành đại gia, thành tỷ phú. Đó là một suy nghĩ rất sai lầm. Ai xem thường Việt Nam rồi cũng nhận cái kết như ông bạn A Fang vậy đấy. Chẳng riêng gì A Fang, có một blogger Trung Quốc khác cũng gặp tình cảnh tương tự. Đó là Quách Ca, một chàng trai trẻ Trung Quốc đang xây dựng sự nghiệp ở Việt Nam. Gần đây, Quách Ca đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video khá thú vị với tiêu đề "Đất nông thôn ở Việt Nam giá bao nhiêu? Tôi đã rất ngạc nhiên." Trong video này thì Quách Ca và bạn gái đã đi xem một mảnh đất ở nông thôn Việt Nam và sốc sau khi nghe cò đất bóc giá.
Theo đó, miếng đất tường rẻ rẻ tầm trung này có giá hơn 450.000 nhân dân tệ. Quách Ca nhận xét, không ngờ đắt như vậy, đây chỉ là đất ở nông thôn thôi mà đã đắt như vậy rồi, không biết đất ở thành phố thì đắt đến mức nào. Quách Ca và bạn gái Việt Nam cuối cùng chỉ biết cười trừ để che đi nỗi buồn. Sau hai câu chuyện của hai blogger nói trên, không biết các bạn Trung Quốc đã thôi mơ mộng chưa nhỉ? Vẫn còn đó rất nhiều người Trung Quốc hoàn toàn hiểu sai về mức sống, mức thu nhập và sự phát triển hiện tại của Việt Nam. Tưởng Việt Nam dễ ăn lắm, không có đâu nhé. Mà nhân đây, chúng ta sẽ cùng nói sơ một chút về đầu cơ bất động sản ở Trung Quốc. Nếu các bạn có quan tâm đến thị trường quốc tế, thì hẳn cũng biết cái điểm này không mấy xa lạ đối với người dân Trung Quốc. Bạn biết không, có một sự thật rằng, trong suốt nhiều thập kỷ qua, người Trung Quốc có một niềm tin cổ hữu rằng bất động sản là một kênh cất giữ tài sản đáng tin cậy. Vì vậy, ở Trung Quốc, ai cũng ám ảnh chuyện phải mua nhà, mua đất, áp lực nó lớn gấp mấy lần ở Việt Nam lận. Thế nhưng mua đất ở Trung Quốc lại đắt quá, đâm ra nhiều người Trung Quốc mới hy vọng của Việt Nam để đầu cơ tích trữ. Nhưng mà có dễ gì đâu, lúc vỡ lẽ ra mới biết Việt Nam này cũng sốt đất chả kém gì Trung Quốc. Chứ có phải là như bên châu Phi đâu mà đòi đất đai rộng mênh mông, giá rẻ bèo nhèo. Ở nông thôn Việt Nam bây giờ cơ hội phát triển đầy, không chừng mấy năm nữa không có đất mà ở không chừng. Đó là chưa kể đến chuyện người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều quy định và thủ tục nghiêm ngặt, không phải cứ muốn có sổ đỏ, sổ hồng là có liền đâu. Theo đó, hiện nay người nước ngoài ở trong nước hoặc ở nước ngoài đều không thuộc các đối tượng được quyền sử dụng đất ở Việt Nam đâu nha. Nói dễ hiểu hơn thì với quyền sử dụng đất, người nước ngoài sẽ không được đứng tên trên sổ đỏ. Còn về mua nhà, người nước ngoài chỉ được mua và đứng tên trên sổ đỏ với căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chứ không được mua ngoài khu vực này. Nói chung, đụng tới đất đai ở Việt Nam thì nhức nhức cái đầu, nhất là vấn đề quyền sở hữu đất. Vì Việt Nam ta làm rất chặt, quy định rất nghiêm về vấn đề này, vốn là để giữ đất cho người Việt Nam, không thể để người nước ngoài đến Việt Nam mua nhà mua đất một cách dễ dàng được. Căng lắm chứ đùa, ấy thế mà vẫn có nhiều người Trung Quốc lên mạng rêu rao là mau sang Việt Nam đi, cầm tiền Trung Quốc sang đòi làm giàu, mua nhà, mua đất, mua xe. Mua nhà thì đắt, mua đất thì không đứng tên được, mà mua xe ở Việt Nam thì ôi thôi, giá cao mua có nổi đâu. Ở Việt Nam giá ô tô còn cao hơn cả ở Trung Quốc. Nên thôi biết sao giờ, thì cứ để cho các bạn Trung Quốc nói trên trời dưới đất như vậy. Người Việt Nam chúng ta nhiều nhà nông thôn vẫn cứ ở ngon lành, ô tô vẫn chạy bon bon ngoài đường vậy là vui rồi. Còn các bạn thì nghĩ sao về vấn đề này? Hãy bình luận ngay bên dưới nhé. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.